Cô gái có đôi mắt rất đẹp này đã không thể kìm được nước mắt khi nhớ đến nỗi ám ảnh khó chịu trong lồng ngực đeo bám cô dai dẳng suốt từ khi cô còn là một đứa trẻ. 27 năm trước, lúc mới lên 6, cô vô tình bị sặc khi ăn trái saboche, thường gọi là hồng xiêm. Dù bị ho rất nhiều, nhưng do gia đình ở nông thôn, chẳng ai nghĩ một hạt saboche đã chui tọt vào phế quản bé gái. Tình trạng ho sau đó giảm dần, nhưng cứ tái đi tái lại tới mức thành quen. Cha mẹ cô bé thì cứ nghĩ bệnh trẻ con nên thời gian cũng cứ thế trôi đi. Lớn lên, cô gái này vẫn thường xuyên trải qua những đợt ho kéo dài mà không hề nhớ nguyên nhân từ đâu. Đi khám nhiều nơi cũng không phát hiện bệnh. 3 tháng gần đây, cô xuất hiện tình trạng ho kéo dài, khạc đờm, kèm sốt, đau tức vùng dưới ngực phải, khó thở nên đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị. Rồi qua bên tim mạch thì bác sĩ bên tim mạch kèm qua bên Bệnh viện Đa khoa Trung ương để chẩn đoán mổ, lấy dị vật ra. Thì lúc đó em mới biết là mình bị cái gì trong đó, mình cũng không có nghĩ rằng là hộp saboche đâu. Tại nó trải qua rất lâu rồi. Rồi cái lần nội soi đầu tiên của em đó thì bác sĩ gắp ra cái gai đó, thì em mới nhớ lại là thời đó mình đã từng mắc cái hộp saboche lúc mình ăn lúc còn nhỏ, 6-7 tuổi. Sau khi nhập viện khoa hô hấp, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị giãn phế quản và viêm thùy dưới phổi phải, có hình ảnh dị vật nằm trọn lòng phế quản phân thùy dưới phổi phải và niêm mạc phù nề. Các bác sĩ dùng kìm lấy dị vật nhưng chỉ lấy được phần gai của hạt saboche. Sau đó, bệnh nhân được điều trị tích cực nội khoa nhằm giảm phù nề và được tiến hành nội soi lần 2. Phải tới lần nội soi thứ 3 kéo dài 2 giờ 30 phút, ekip bác sĩ khoa phẫu thuật gây mê hồi sức của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ mới lấy được hạt saboche nằm trong lòng phế quản bệnh nhân ra. Thời gian mà để dị vật bỏ quên ở trong đường thở rất là thay đổi, có thể là từ vài năm cho đến là trên 10 năm. Nhưng mà bệnh nhân này là một bệnh nhân mà khi mà xác định lại thời gian thì có vẻ như là dài nhất trước tới giờ. Thì các cái biến chứng thường gặp nhất là cái tình trạng mà nhiễm trùng sau cái chỗ mà tắc nghẽn do dị vật á, gây ra viêm phổi mà cứ tái đi tái lại, điều trị hết đợt này xong rồi lại có một cái nhiễm trùng một đợt khác. Và nếu lâu dần thì sẽ ảnh hưởng đến cấu trúc ở chỗ cái vùng mà ở dưới tắc nghẽn. Có thể là biến chứng là viêm phổi nhiều lần, sau đó thì áp xe phổi, rồi giãn phế quản ở cái vùng phổi mà dưới cái chỗ tắc nghẽn và có thể làm thay đổi cái cấu trúc của phổi bình thường. Hiện tại, sức khỏe của nữ bệnh nhân đã cải thiện rất nhiều, hết cảm giác đau tức ngực, bớt ho. Giờ đây, mừng cho cô, nỗi hoang mang về một căn bệnh nan y khó chữa nào đó giờ đây đã không còn. Hôm qua tới hôm nay qua cái quá trình nội soi đó thì em thấy em khỏe nhiều lắm rồi. Em rất là cảm ơn đội ngũ y bác sĩ trong ekip đó. Giống như cho em hồi sinh lại một lần vậy đó. Nói chung là làm việc không có sức sống. Giống như mình cảm giác như trong người có cái bệnh nan y nào khó chữa vậy đó. Giờ đây cảm thấy như là mình 80-90% khỏe hẳn trong người. Bây giờ chỉ còn vẻ cảm giác mệt mỏi và còn di chứng để lại thôi. Em chỉ gán mong vài bữa nữa em uống thuốc, em chích thuốc kháng sinh rồi cho nó mau hết bệnh để em về nhà. Cũng theo ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, do hoàn cảnh nơi bệnh nhân rất khó khăn, bệnh viện đã giao phòng công tác xã hội sử dụng quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo và kết nối các mạnh thường quân hỗ trợ chi phí điều trị cho cô.